Mẹ, nói trước là nữa, tớ nói một lần nữa, hôm nay trong sáng ấy nha, hôm nay trong sáng. Lo lên phải nhốt tầng hầm vì nó hợp pháp. Mấy người phải từ từ, từ từ rồi tớ mới nhốt, sao lên nào vào tầng hầm được. Bây giờ là phải quyến rũ trái tim của em ấy đã, xong rồi mới... làm bạn đó, làm bạn đã. Nhưng mà nói thật thì bạn Selena khá là dễ thương và vẫn giữ mọi sự trong sáng dù tớ có nói như thế nào đi nữa, và giọng cực kỳ đáng yêu luôn. Sáng một lòng trắng được nào, người ta trong sáng mà. Yên lặng, yên lặng nghe chưa. Cẳng các người có thể không tin tớ nhưng mà hãy tin Selena. Selena trắng thật, cô ấy sẽ không còn sáng sau hôm nay. Người Selena không tốn cơm nhưng tốn sữa. Ô nha, Selena thích trà sữa mà nhờ. Thường thường một ngày Selena uống bao nhiêu ly trà sữa vậy? Ơi, một cốc thôi. Sẽ đi mua từ 3 giờ chiều ngâm đến 10 giờ tối uống xong. Ủa sao không mua tầm tối tối à? Tối tầm 8 giờ chắc vẫn bán mà. Ừ, nói nhất là kiểu tại vì là sẽ đi buổi chiều, buổi tối ngại ra cửa ấy. À, ừ, cũng đúng, buổi tối thì không nên ra ngoài, buổi tối thì nên ở nhà thôi. Ừ, cho nên ra ngoài thì nguy hiểm lắm. Sẽ đi hay bị ngâm kiểu ngâm cốc trà sữa lâu á. Có đợt rót cốc nước từ bao nhiêu nhỉ? Từ 2 giờ ngâm đến tận 9 10 giờ tối vẫn chưa uống xong. Thế dạ. Mỗi mỗi lần người húp một miếng xong rồi chờ một lúc rồi húp một miếng hả? À? Kiểu vì để một góc xong rồi mình làm việc, mình xem phim, các thứ chơi game nên mình cũng quên luôn á. Ra ngoài dễ bị Mika nhốt hầm léo. Không, chúng ta phải có niềm tin vào Mika, không có bị nhốt hầm đâu. Và nếu cần thì Mika sẽ mua trà sữa buổi tối cho nếu như Sally muốn. Selena thích khá là trà sữa rồi nhá đó. Ở hiện tại thì Sally thích uống Baldur's Gate, Grand da Sponsor des. Bear Fucking wa Gay Sex Scenes. Origashimasu. Tớ đi học thì ngay cổng trường có quán trà sữa. Nó không phải là trà sữa hãng nào hết, không phải công ty nào, chỉ là quán nhỏ ấy, trà sữa ngay trước cổng trường. Thế là có đợt mà trong ly trà sữa nó có hình các cái thạch hình con cá mập ấy. Không biết Sally có biết cái đấy không? Có cái viên thạch ở bên dưới bằng màu trắng. Biết Sally biết cái đấy. Biết hả? Từ cái đợt mà tớ ăn cái thạch đấy, tớ cũng thích hình mấy con cá mập ấy. Từ đó trở đi là hầu như là tuần nào cũng sẽ mua để mà được nhâm nhâm mấy con cá mập đấy. Nếu như Mika mở quán trà sữa Mika thì Sally có uống không? Ok, ủng hộ nha. Em cũng ủng hộ nha. Mika từng có một ước mơ là mở quán trà sữa cà phê. Cà phê mèo á. Cà phê mèo mà nó chảy bán trà sữa luôn á. Và tớ cũng thích dạng những trà sữa mà dạng vị ngọt nhẹ thôi. Tớ không thích cái vị ngọt gắt quá. Sally cũng có đam mê mở cà phê mèo. Mê tương lai là biết chúng ta sẽ mở gì đó. Hợp tác làm ăn rồi đó. Mọi người nhớ ủng hộ nha, nhớ chưa, nhớ đi ủng hộ đó.